Rima chính thức lên tiếng về việc bị kích khỏi VZ. Chia sẻ trong buổi stream mới đây, Rima đã làm rõ tình hình của mình trước thắc mắc của fan cũng như các đồn đoán trên mạng xã hội thời gian qua. Mình sẽ chính thức hết hợp đồng và không còn làm MC VZ nữa kể từ ngày 29 tháng 2. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định mình không hề bị kích như lời đồn. Rima cũng bổ sung lý do từ bỏ vai trò này cùng định hướng sắp tới. Thực tế, Rima không phải bị đuổi. Suốt thời gian qua, mình đã suy nghĩ nhiều về điều này, tự đánh giá xem bản thân có phù hợp với vai trò MC VZ nữa không. Và cuối cùng, mình đã quyết định nộp đơn xin nghỉ. Hiện tại thì sau ngày 29 tháng 2, còn có mấy ngày nữa, còn có 1, 2, 3, 3 ngày nữa, còn sau ngày 29 tháng 2 thì Rima sẽ không làm VZ nữa, Rima sẽ không làm MC của VZ nữa. Còn lý do ấy, thì thật ra thì Rima không bị đuổi nha mọi người, đừng có nghe mấy tờ báo trên mạng bảo Rima bị đuổi. Rima không có bị đuổi. Rima, tôi đã có một khoảng thời gian chiêm nghiệm. Đó là lý do tại sao mà nguyên một cái tháng 2 á, là tôi nói với các bạn là các bạn đừng có nghe những cái tin trên mạng là bảo Rima bị đuổi, bị kích. Rima không bị kích. Rima chỉ nói sao ta, là tôi đã suy nghĩ rất là nhiều về cái việc mà thực sự là mình có, giống như cái đợt lần trước tôi có thông báo với tôi có kiểu tâm sự với các bạn á, là thực sự là mình có hợp với lại VZ hay không, mình có hợp với lại nghề MC hay không. Thì Rima mới suy nghĩ nhiều về cái vấn đề đó và quyết định là tôi xin phép là được nghỉ VZ. Đây có phải là chắc là cái tin này là các bạn cũng không, các bạn cũng đoán trước rồi đúng không? Bruh. Giai đoạn đầu VZ mùa xuân, Rima phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng. Điều này bắt nguồn từ việc nữ MC liên tục mắc sai sót khi dẫn dắt, đồng thời không có sự tiến bộ so với mùa trước. Sau làn sóng chỉ trích, Rima cũng bất ngờ biến mất khỏi các trận đấu. Thay vào đó, các bình luận viên Ngọc Thiên, Minh Hảo cũng dần thay thế vai trò phỏng vấn sau trận. Cùng trong buổi stream, Rima cho biết cô gặp nhiều áp lực khi bị chỉ trích, nhưng đó không phải nguyên nhân chính dẫn đến việc rời VZ. Rima cho rằng mình không phù hợp với vai trò này, đồng thời cũng có hướng đi mới trong tương lai nên quyết định như vậy.